Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà lọc bạn không tương tác đấy. Đó. Đấy, ở đây anh chị em có thể thấy là lọc bạn không tương tác đấy nha. Thì đầu tiên là chúng ta vào Facebook này, chúng ta vào Google này, chúng ta search từ Multiple Tool for Facebook nhé. Đấy, chúng ta nhấn search này, đó. Thì nó ra có cái Chrome này. Ở đây là mình dùng phần mềm Cốc Cốc hoặc Chrome đều được nhé. Thì nó ra cái phần mềm có chữ LOC này, đấy, thì chúng ta nhấn vào này. Đó. Sau nhấn vào thì chúng ta thêm vào Chrome nhé, nhấn thêm vào Chrome này, nhấn thêm tiện ích này. Ok. Đấy, xong chúng ta thêm tiện ích chúng ta nhấn vào đây. Nhấn vào cái hình này. Đấy, xong rồi chúng ta nhấn vào cái LOC này. Đấy. Chúng ta nhấn Approve đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công. Bây giờ nó sẽ chúng ta vào cái phần tool này, đấy, có các rất nhiều này, Friend Request này, tức là những cái người bạn mà đang chờ mình xác nhận. Đấy, incoming là những người đang chờ mình xác nhận, outgoing là mình đang kết bạn người khác nhưng mà chưa được xác nhận. Friends Remover tức là mình có thể xóa xóa bạn, nhưng ở đây thì mình tập trung vào cái này, tức là Interaction Scanner, Interaction Scanner. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ scan trong cái khoảng thời gian đấy là có bao nhiêu bạn bè đã tương tác với ta trong khoảng thời gian. Ví dụ là Huy scan trong vòng 4 năm từ năm 2019. Đó, từ 2019 từ mùng 1 tháng 1 2019. Được ạ. Đấy, mùng 1 tháng 1 2019 chúng ta nhấn scan nào. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chờ thời gian scan nhiều ít thì tùy vào số lượng bạn bè của bạn cũng như là tùy vào cái khoảng thời gian bạn chọn. Bạn chọn khoảng thời gian càng lâu thì nó scan càng 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 lâu. Đấy, còn nếu mà khoảng thời gian ngắn thì nó scan nhanh hơn. Đó. Ngoài ra thì có mấy cái phần khác là Group Scanner này, Page Scanner này, Privacy Changer này, Messenger Download này, Profile Picture God này. Đấy, thì cái này là chúng ta có thể xem thêm những cái tính năng khác. Được không? Ok, sau một thời gian scan thì nó đã ra cho chúng ta một cái bảng như này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây, nó có mấy cái đây. Đây là sắp xếp theo giới tính này, sắp xếp theo cái số lượng người follow này, sắp xếp theo cái reaction tức là cái sự tương tác này, sắp xếp theo số comment này, sắp xếp theo số tin nhắn này, sắp xếp theo số bạn này, số bạn bạn chung này. Thế thì ở đây á, đây sắp xếp theo tên, thì ở đây là tên này, là giới tính này, số follow này, thì mình không nói này. Bây giờ mình sẽ sắp xếp theo ba cái này. Thứ nhất là tin nhắn, những người nào có dưới một tin nhắn, có dưới một tin nhắn thì là mình đọc dưới một comment. Đấy, và dưới một reaction tức là không hề có tương tác gì luôn, không có like, không thả tim, không comment, không có share, không có thả gửi tin nhắn gì hết. Đó, thì ở đây là chúng ta thấy không ạ, là có 59 cái hàng, mỗi một cái 59 cái trang, mỗi trang là 10 hàng. Thì đây là mình chọn tất cả nhé, chọn tất cả này, all round này. Đấy, là tất cả nó sẽ hiện ra. Đấy, thấy chưa? Nó không phải là 10 hàng nữa mà nó ra tất cả. Đấy, thì nó sẽ ra dài hơn, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nó chỉ còn một trang thôi anh chị em nhé, ra all round còn một trang thôi. Sau đó anh nhấn vào đây này, nhấn cái ô tích ở đây này, đó là chọn tất cả này. Đấy, dạ, chọn tất cả. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó, chọn tất cả. Thì anh chị em sẽ thấy là có một số người á là bạn bạn thật, tức là bạn ngoài đời của mình ấy, nhưng họ không hề có tương tác gì. Thì có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất có thể là cái tài khoản này họ đã bỏ rồi, cho nên là gì ạ, cũng không phải tiếc. Nguyên nhân thứ hai ấy, đấy là gì ạ, là họ không hề có tương tác với mình, thì mình viết bài họ cũng không bao giờ họ nhìn thấy hết. Đấy, 4 năm trời, 5 năm trời mà họ không có tương tác gì, tức là họ không nhìn thấy bài của mình. Đấy, hoặc là họ không muốn chơi với mình nữa. Thế là việc của mình là xóa họ đi thôi. Đấy, đúng không ạ? Và chúng ta nhấn vào bye bye. Đấy, thì đây nó sẽ hiện ra. Bạn có sẵn sàng là gì ạ? Là xóa đi 584 bạn không? Đấy, mình đồng ý thì nhấn vào unfriend. Đó, và bây giờ nó sẽ bắt đầu chạy. Anh em thấy không ạ? Đấy, bắt đầu nó chạy này. Đấy, tài khoản này.